Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Phan Hồng Quang, em hiện 26 tuổi và em đang công tác ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thế con em? Em là Bùi Thu Thương, em 26 tuổi và em đang làm biên tập viên ca nhạc. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Ở đài truyền hình hay là ở nhạc viện? Dạ không, cái này là quen nhau trước khi mà bước vào nghề ạ. Lúc ấy là còn là sinh viên. Năm đấy là em đang học là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Văn hóa ngoài Hà Nội ạ. Năm đấy là Bộ Văn hóa có tổ chức một hội nghị của sinh viên xuất sắc của trong ngành Bộ Văn hóa, thì anh ấy là trong cái đoàn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Học sinh xuất sắc à? Dạ. Nghĩa là lúc đó là em cũng ra ngoài Hà Nội. Dạ, em ra Hà Nội trong một cái đề giao lưu á, thì hôm đó là có đi triển lãm. Khi mà đi về á, em nghe một cái giọng bắt là tối nay là rủ đi nhậu. Miền Nam ra thì đoàn của em không biết buổi tối làm cái gì, nên là tụi em cũng cho đi hay với. Nghĩa là cho anh xin vé. Ủa nhưng mà em là người chủ động rủ mọi người đi nhậu à? Cái đấy là em chỉ rủ đoàn em thôi, mà tự nhiên bạn lên anh nói là không đi nhậu giới. Em quay lại em bảo chứ, ủa cái mặt mà già như thầy giáo, là em cứ phân vân bảo ủa không biết gọi thầy giáo hay là gọi là bạn, nhưng cuối cùng bảo chứ thích đi đi. Em kiểu như mời nó cũng như xã giao mà. Cái gì mời lơi gì đúng không? Anh ai về mời lơi nhưng mà ông đi thiệt. Em cũng đoán được cái sự mời lơi của bạn em, nên là 7 giờ đi hay 6 giờ rưỡi là em nói đàn em mà lên trước phòng đợi. Sợ như nghĩa là bỏ mình đúng không? Dạ. Rồi họp lại nhau. Các đoàn thì họp và nhậu với nhau. Lúc đấy là vào trong cái bàn nhậu ấy, mà bạn ấy hỏi là ủa bạn tên gì? Em nói bây giờ muốn hỏi các bạn tên gì, mời mỗi người chén. Đều đi một vòng vậy là rồi hết hỏi luôn. Cuối cùng vẫn hỏi được cái tên. Còn... dạ em hỏi được tên, nhưng mà còn thêm cái thông tin là có chồng với đứa con nữa. Sao rồi có sụp đổ không? Sụp đổ liền. Cắt đứt, không muốn liên hệ với bạn nữa. Và khi mà về đến thành phố á, có nghe một cái bạn nữ trong đàn của em nói lại là bạn này nó dối, chưa có chồng, chưa có con. Xong rồi em mới tìm mọi cách thông tin để em liên lạc lại. Rồi đến khi nào em mới có cảm tình đấy? Thì cũng nhắn tin qua lại với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian mà nhắn tin qua lại với nhau thì em có bạn trai ở ngoài Bắc ạ. Dạ là lúc ấy là cũng có trục trặc. Mình nói chuyện với anh này thì mình thấy rất là hợp quá à. Mà bây giờ làm sao để chia tay khi anh ấy yêu cũ vậy? Dạ. Mới nói với anh ấy là anh bây giờ là em đang sao xuyến với một người mà người ta ở trong Sài Gòn á. Thì các người cũ em không phải chứ. Ủa thằng giả hơi nó thích em thì phải. Thì tự ái ghê gớm á. Tới thời gian sau thì mình mới phát hiện ra là bạn trai cũ của em ấy cũng nhắn tin cho người khác, cũng bắt cá hai tay á. Thế lúc ấy trong lòng vãi thầm cảm ơn trời có cơ hội chia tay. Em thì ở trong Nam. Dạ. Em thì ở ngoài Bắc. Dạ. Chắc chắn hai bạn rất là khó khăn trong dạ. quen nhau đúng không? Lúc mà còn đi học thì khó khăn lắm, chỉ có liên lạc nhau qua tin nhắn, điện thoại với hình ảnh là như là qua mail này kia thôi. Khi mà bạn em tốt nghiệp á thì em mới mua vé em ra em coi bạn tốt nghiệp. Thì em mới hỏi bạn là giờ có ý định là vô miền Nam không? Thì khoảng tháng sau thì bạn đó là mua vé vô. Thực ra là cái ý định của em lúc đấy là vào là lập nghiệp. Bởi vì khi mà mình yêu và mình xác định á thì mình đi vào theo trong này. Nhưng mà có một cái điều là khi mà vào trong Nam ấy, thì em bị bệnh rất là nặng. Thế là nhà em phải cấp tốc vào trong Nam để đón em quay trở ra. Bạn có thể chia sẻ bệnh gì không? Bệnh lao phổi ạ. Em chữa bệnh bao lâu? 4 tháng ạ. Sau đó thì cảm thấy nhớ quá. Thế có bảo thôi lần này con đi vào trong đấy lại đây. Thì bố mẹ em nói là nếu như con đã đi rồi con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em đi vào trong này thì em thuê nhà trọ ở bên quận 8 á. Lúc đấy thì anh ấy là chỗ dựa của em, kiếm tiền và lo để trang trải cái cuộc sống cho em lúc mà em mới bước chân vào trong này. Nó nôm na dạy gái anh. Đâu cái đó là ở đâu ra mà dạy, cái đó em quá khôn đó. Đúng rồi. Em bỏ con sắt mà bắt con cá mè. Ủa rồi trong thời gian bạn gái em á ở gần có thường xuyên đưa bạn gái em về thăm gia đình không? Hồi em nhỏ xíu á là ba mẹ em đã dặn là một á là phải lấy chồng lúc 30 tuổi. Hả? Lấy vợ. Em rớt mà em quên. Hai á là không được lấy ngoài miền Bắc. Khi ngại xa rồi văn hóa nó không có giống nhau. Em làm được đủ hai luôn. Tức đó là... coi như là cha mẹ dặn gì là thật lắm. Cái ngày mà em vào trong này thì trước hôm vào là em có đi mua một cái mảnh vải áo dài để tặng cho bác gái mà đi khắp Hà Nội ấy anh, mua cái mảnh áo dài ấy. Thì bác bảo chứ bác cảm ơn con mà thôi con cầm về đây bác không xài đâu. Thế là lúc đấy em thì cũng thẳng tính là ủa bác bây giờ bác không xài con đâu có xài đâu bác. Thế còn về ba anh ấy con chào bác ạ. Thế xong bác ngồi xem TV. Thế xong rồi em về em suy nghĩ ngày hôm sau phải chứ con chào bác ạ, hôm nay bác đi làm nào ạ, hôm nay bác làm có vui không ạ, bác hỏi rất là nhiều điều. Thế cuối cùng bác phải trả lời nghĩa là cứ nói. Bao lâu thì hai em quen nhau thì mới cưới nhau? Hai năm. Hai năm là ba em gọi em lại
Ba em mới nói là mày có yêu nó không? Cái em mới nói dạ có. Nói yêu thôi cưới đi. Mà lúc đó em mới 25 tuổi. Mà ngày xưa là ba em nói là 30 tuổi mới được cưới. 30 tuổi mới được cưới. Mới từ ba phá lệ đúng không? Ba có cảm tình với con dâu. Thấy con dâu sởi lỡ vậy là cuộc sống sẽ vui vẻ. Không có. Sau này em mới nghe thấy ba em tâm sự, ba em bảo chứ thôi cho chúng nó cưới đi, không mà nhớ con này nên rủ con mình ra ngoài Bắc mất. Rồi giờ là tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi thế cuộc sống sao? Có mâu thuẫn hay có suôn sẻ không? Sau khi mà cưới xong á chị thì mới phát hiện ra có cái tật xấu. Cái tật xấu thứ nhất là nhậu xỉn xong rồi hay lèm bèm. Ông nào mà không lèm bèm? Không, ông mà nào xỉn mà lèm bèm buồn cười lắm chị. Anh về muộn thế em mới xới cơm cho anh ăn. Thế mà anh mới nói chuyện tâm sự. Em mới bảo thôi anh ăn cơm đi. Anh cứ đập bộc một cái. Anh bảo chứ ủa tức là bây giờ là em không tôn trọng anh gì. Được rồi em muốn anh ăn cơm thì anh ăn cơm cho em xem. Tại sao lại vợ mời ăn cơm lại nói là không tôn trọng? Dạ em sẽ em không nhớ. Không biết gì đâu chị ơi. Vậy hả? Dạ. Nghĩa là cái đó là cái miệng nó nói nhưng mà cái tâm nó không có nói. Còn cái nữa là một cái sở thích của chồng em là thích kết Facebook với người đẹp. Ủa anh kết Facebook làm gì vậy? Ủa em không biết là anh là ban giám khảo chấm thi hoa hậu. Nói mà nó có vỏ anh. Mắt nhỏ. Còn một cái nữa là mới phát hiện trong thời gian gần đây là ngủ mà quýnh vợ. Ngủ quýnh vợ là sao? Tự nhiên em đang ngủ thì em cứ cái bò khóc vào mặt em này. Em mở ra xong anh ấy cuống cuồng, anh ấy xoa xoa, anh xin lỗi. Anh nằm mơ thấy cướp xe anh xe ngủ quýnh. Thiệt không? Thiệt không? Hay là ức chế cái gì xong rồi làm mượn giấc ngủ mớ để trả thù? Lúc đó anh nằm mơ là anh thấy là đang có hẳn bay vô nó cướp xe. Cái mình lùi hoài không có được, mình mới tiến lên mình bật cái tay ra mình đấm nó, thì cuối cùng tự nhiên cái đấm cái nghe ôi trời ơi cái tội nghiệp mấy lần rồi. Bị hoài không? Dạ cái này là bị lần đầu tiên thế nên bây giờ em phải phòng bị. Rồi em có phát hiện gì vợ em? Dạ em mình cả thèm chóng chán đòi mà cho bằng được luôn. Mà làm xong rồi khoảng 2-3 ngày sau là như dục đó. Ví dụ như là hiện giờ là đang có cái chuyện mà buôn bán trên Facebook thì nói anh em phải kinh doanh thôi đó. Nói rồi cho kinh doanh em chở tới tận đầu mối luôn mua áo về, cái thấy nó ủa sao áo này sao nhìn nó không có hợp thời gì hết vậy, sao mà em mua sai vậy, sao tao em bán được? Nó không em bán được. Một thời gian sau tự nhiên thấy mặc mấy cái áo luôn. Hàng rộng đó phải không? Cái em mới hỏi ủa hình như anh thấy áo này quen quen nè, cái áo này hình như là hôm bữa em để em bán đúng không? Cái nói thì bây giờ anh cứ coi như là anh mua cho em đi. Rồi như bỏ luôn cái số Facebook đó luôn. Cái thứ hai là về shopping lắm. Nhìn quảng cáo nó anh ơi mua cho em cái này nha, anh ơi mua em cái kia nha. Rồi có mua không? Dạ có mua xong rồi em dục đó. Còn gì nữa không? Vậy ghen lắm. Bạn gái em quen cũ lâu rồi thì hình ảnh này kia em để học bàn á, em đâu có nhớ đâu. Cái lôi ra cắt rồi đốt rồi làm đủ thứ trò hết. Vậy thôi hả? Còn em? Em phát hiện ở ông chồng em có cái điều gì nữa không? Sợ ma không ạ? Đâu có gì đâu xấu. Dạ không sợ ma vô đối đấy ạ. Là không ai sánh kịp đâu ạ. Là em nhớ là cái đợt mà đi mùa hè xanh với anh á, thì là đi xuống dưới là nó tối. Mà anh ấy nhịn, anh không có chịu được. Em đứng ngoài này nha, không được vào nha. Thế lúc sau anh chốc một lát 2 phút ấy. Thương ơi, Thương có ngoài đấy không? Em đứng ngoài này mũi chứ mà. Có, mệt quá, cứ gọi hoài. Bây giờ về nhà mà em mà đi công tác là sẽ xuống ngủ với ba mẹ. Rồi cái đó thì chị đồng ý là sợ đó. Đó là quá sợ luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đang trong cái thời kỳ mà chưa có em bé thì vẫn còn son sắc dữ lắm đúng không? Dạ. Có mong muốn gì thay đổi không? Chỉ mong muốn một điều vợ em thôi, vì em nói nhiều quá. Mà nhiều khi nói nhiều thành nó dại. Trong gia đình thì mình hiểu thôi, nhưng mà khi đi làm người ta nói nhiều là sợ ta giận. Sảy miệng đó phải không? Dạ. Em mong chồng em thay đổi gì? Anh sợ dâu lắm nên là không bao giờ đổ rác. Lau bàn, bàn sạch thì mới lau nha, còn bàn dơ là không thể lau. Sợ dơ, sợ ghê luôn ha. Còn sợ gì nữa không? Có sợ vợ không? Dạ không. Có gì nữa không? Vậy thôi ạ. Có rồi hả? Mà chỉ thay đổi chút xíu thôi. Mong gì, mong bớt nói lại cái điều đó đúng nè em ạ. Nói rồi hớ sảy miệng rất là mệt mỏi. Còn bên đây thì là mong chồng bớt sợ dơ đi để phụ vợ một chút đi. Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai bạn.